Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì những gì Chúa ngài ban cho chúng ta thật là lớn lao đến độ chúng ta không thể nào đếm nổi, không hiểu thấu được, trừ ra sự mặc khải và ban ơn của Chúa ở trên đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể biết và đón nhận một cách phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa như tôi nói trong thời giờ kêu gọi. Nếu chúng ta vào Internet và chúng ta đánh một câu hỏi với Google là trong Chủ nhật vừa qua có bao nhiêu người thờ phượng Chúa Giê-xu nhóm nhau lại ở trên thế giới này trong ngày lễ phục sinh, chúng ta sẽ thấy con số từ 2.5 cho đến 2.56, tức là 2 tỷ 560 triệu người khắp nơi trên thế giới đã nhóm nhau lại để tưng bừng kỷ niệm ngày mà Chúa Giê-xu đã đắc thắng tử thần. Cảm ơn Chúa. Điều này cho chúng ta thấy Tin Lành của Chúa tiếp tục được phát triển một cách nhanh chóng. Chúng ta thấy chỉ trong 4 tháng đầu năm mà chúng ta thấy đã có hơn 350 triệu người khắp nơi trên thế giới trở lại để tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống. Chúng ta thấy rằng thật là một cái sự nới rộng của đạo của Chúa trong mức độ mà chúng ta tin rằng như lời của Chúa mà chúng ta đã đọc ở trong buổi sáng hôm nay trong thời giờ kêu gọi. Tin Lành của Chúa sẽ tiếp tục phát triển ra mạnh mẽ càng hơn để đến thời viên mãn, Đức Chúa Trời ngài sẽ thu góp tất cả mọi vật trên trời dưới đất, trong đó có loài người của chúng ta, để trở làm một ở trong Đấng Christ. Điều này sẽ xảy ra một cách lớn lao trong ơn của Chúa, ở trong quyền năng của Chúa, ở trong phước hạnh mà Chúa ngài ban cho. Chúng tôi gặp gỡ và được biết với các chức vụ mà Chúa ngài đã ban phước có tầm cỡ thế giới, thì các đại tớ của Chúa cũng xác nhận một điều, đó là lễ phục sinh năm nay của 2022 là một cái thời điểm rất là quan trọng, bởi vì sức sống phục sinh của Chúa sẽ thể hiện ra và sẽ có một sự phục hồi và có một sự xoay chiều trên đời sống của nhiều người trong chúng ta và của công việc của vương quốc của Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta thấy rằng quyền năng phục sinh của Chúa sẽ không có gì có thể ngăn cản được. Chỉ có vì thiếu sự hiểu biết mà chúng ta không để cho quyền năng này hành động trong đời sống của chúng ta mới giới hạn công việc của Chúa. Bởi vì quyền năng phục sinh đã thể hiện, đã bày tỏ gần 2.000 năm về trước. Đức Chúa Giê-xu đã bước ra khỏi phục sinh một cách vinh hiển trước sự chứng kiến của kẻ thù cũng như là của những người được Phi-lát là quan tổng trấn xứ Palestine trong lúc bây giờ sai toán lính La Mã đến để niêm phong ngôi mộ của Chúa và đứng canh gác. Và Chúa Giê-xu ngài đã bày tỏ quyền năng phục sinh của ngài khi đất rúng động và Chúa ngài bước ra khỏi mồ đó trong sự phục sinh vinh hiển của ngài. Đây là quyền năng mà chúng ta cũng có thể kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta. Cho nên trong ngày hôm nay, với chuỗi ngày suốt cả những ngày qua, chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em. Và chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái đề tài đối với tôi đây là điều rất là quan trọng. Và nó cũng rất là quan trọng đối với sứ đồ Phaolô. Ông bỏ hết tất cả những nghi thức tôn giáo, bỏ luôn cả cái danh phận của mình là con của người Hebrew, lớn lên ở trong nhóm biệt lập. Ông bỏ hết tất cả những điều đó và ông coi tất cả những điều đó là phân, là đồ bỏ, để ông được một điều mà chúng ta ngày hôm nay sẽ học hỏi. Và nếu nó quan trọng đối với sứ đồ Phaolô như vậy thì cũng là quan trọng đối với mỗi một chúng ta. Và tôi cũng hiệp lòng với sứ đồ Phaolô theo như lời của Chúa dạy và cầu nguyện cho từng anh chị em suốt ở trong tuần qua, để sẽ có một sự mặc khải, sẽ có một sự nhận biết và đón nhận, để anh chị em sẽ bước đi ở trong sự hiểu biết này. Vì tôi tin rằng khi tất cả chúng ta nhận được, chúng ta sống, chúng ta đem phân phối, thì chúng ta sẽ thấy thế giới của chúng ta sẽ thay đổi. Khi biết chúng ta nhận và đứng lên sử dụng, chúng ta có thể lấy lại tất cả những gì mà kẻ thù đã cướp của chúng ta trong những ngày qua. Khi chúng ta biết, đón nhận và sống, đã công bố điều này trên mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta, từ các bộ phận thân thể của chúng ta đến tất cả các mối liên hệ, luôn cả cơ sở làm ăn của chúng ta, bởi vì quyền năng phục sinh của Chúa Giê-xu Christ có thể làm sống lại, có thể làm lớn rộng, có thể làm phát triển, có thể làm đầy đủ ở trong quyền năng của ngài. Vì những gì mà quyền năng phục sinh của Chúa chạm đến
sẽ có một sự thay đổi lớn lao trong ơn của Chúa. Philip chương 3 câu số 10, sứ đồ Phaolô cầu nguyện và quyết tâm để được điều này. Philip chương 3 câu số 10, để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Có mấy điều mà chúng ta thấy ở tại đây rất là quan trọng. Thứ nhất là ông cầu nguyện để ông được biết Chúa. Biết Chúa tại đây không phải nghe nói về Chúa, nhưng mà biết Chúa một cách cá nhân, biết Chúa một cách thân mật, biết Chúa một cách rõ ràng, để ông được biết Ngài. Rồi điều thứ nhì mà ông xin là để quyền năng phục sinh của Ngài, được biết về quyền năng phục sinh của Chúa. Đây là điều rất là quan trọng đối với sứ đồ Phaolô. Ông ao ước, điều mà tôi sẽ kêu gọi anh chị em cũng biết ao ước và cầu nguyện mỗi ngày trong 50 ngày sắp đến. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ được biết Ngài. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời vĩ đại, và lời của Chúa cho chúng ta biết cũng ở trong thư Ê-phê-sô này. Chúng ta sẽ dành cõi đời đời, triệu triệu năm, khi chúng ta được đến thiên đàng để chỉ học biết về một lĩnh vực về Chúa chúng ta thôi. Đó là biết chiều rộng, chiều cao, chiều sâu của tình yêu của Ngài đối với chúng ta là lớn cỡ nào. Và đòi hỏi và cõi đời đời chúng ta mới có thể học hết được. Đức Chúa Trời chúng ta vĩ đại và lớn lao như vậy. Chỉ một mặt của thuộc tính của Ngài, một mặt của Đức Chúa Trời, đó là tình yêu của Ngài thôi. Thì chúng ta phải dành chừng đó thì giờ để chúng ta biết và chúng ta ca ngợi, cảm ơn Chúa về tình yêu này. Và tình yêu mà chúng ta không có một chút gì xứng đáng để nhận, nhưng Chúa Ngài ban cho chúng ta tình yêu vô điều kiện của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta được biết Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đừng thỏa lòng với cái việc chúng ta biết về Chúa qua bài giảng của các mục sư hay là có ai đó kể lại cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta có cơ hội để chúng ta có thể được biết Ngài. Và thứ hai là được biết quyền năng phục sinh của Ngài. Đây là quyền năng rất là lớn lao ở trong ơn của Chúa khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống. Quyền năng này đang ở trong chúng ta qua Đức Thánh Linh của Chúa. Quyền năng này thừa khả năng để làm cho thân thể hay chết của chúng ta được sống ngay lại. Quyền năng này có thể biến đổi hoàn cảnh của chúng ta. Quyền năng này có thể chạm đến mọi mặt của đời sống chúng ta và khiến tất cả đều bừng lên trong sự sống của Chúa. Ê-phê-sô chương 1 câu 19 đến 20 nó quan trọng đối với sứ đồ Phaolô đến độ ông đã ngày đêm cầu nguyện không thôi cho hội thánh ở tại thành Ê-phê-sô. Mà trong câu 19-20, ông cầu xin để họ có thể biết được những điều này. Và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt ngồi bên phải Ngài Ngài trong các nơi trên trời. Đây là điều rất là quan trọng và rất là lớn lao mà khi chúng ta hiểu được chúng ta sẽ thấy. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phaolô buông bỏ hết tất cả những nghi thức tôn giáo của Do Thái giáo, bỏ luôn cả cái thân thế của ông. Theo như các học giả của Kinh Thánh biết, ông thuộc về dòng biệt lập, tức là Pharisee đó. Và ông là con của người Hebrew, được quyền công dân La Mã. Đây là một cái quyền công dân rất là giá trị trong thời bấy giờ. Ông nói rằng ông tuyên bố ông bỏ hết tất cả những điều đó để ông đeo đuổi một điều, đó là được biết Chúa và biết quyền năng phục sinh của Ngài. Nó rất là quan trọng. Khi chúng ta hiểu được, chúng ta cũng sẽ thấy lý do tại sao mà chúng ta cũng cần phải biết được quyền năng phục sinh này một cách cá nhân và kinh nghiệm quyền năng này thể hiện trong đời sống của chúng ta là như vậy. Khi Đức Chúa Trời Ngài dựng nên trời đất muôn vật, Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết, Ngài phán một lời thì việc được thành. Ngài phán phải có sự sáng thì liền có sự sáng. Ngài phán rằng phải có sự phân cách giữa đất khô, đất liền và biển cả, đất và nước thì đều có xảy ra. Chúa phán với nước, Chúa phán với đất. Ngài bảo rằng phải có vật sống ở trong nước, Ngài phán rằng phải có loài bò trên mặt đất, Ngài phán phải có cây cỏ sinh ra, tất cả bởi tiếng phán của Ngài đều được dựng nên. Ngài dựng nên trời đất muôn vật bằng tiếng phán của Ngài. Nhưng mà lời của Chúa hé mở cho chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời Ngài làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết, thì Đức Chúa Trời phải vận dụng quyền năng tối thượng của Ngài để làm công việc này. Đây là quyền năng rất là lớn lao, quyền năng lớn nhất ở trong vũ trụ này. Quyền năng đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Không phải sống như là những người cận tử, chết đi sống lại rồi cũng lại chết. Nhưng mà là quyền năng làm cho Đức Chúa Giêsu sống đời. Quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, quyền năng phục sinh của Ngài.
Và anh chị em, đây là điều hết sức là tuyệt vời mà Roma chương 8 câu số 11 nói cho chúng ta. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. Cùng quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Quyền năng đó, cho ta long trọng tuyên bố với anh chị em, đang ở trong anh chị em. Đó là điều khó hiểu, nhưng mà đã xảy ra. Là điều khó hiểu đối với con người của chúng ta. Mục sư nói rằng Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng lớn lao đó đang ở trong thân thể của tôi à? Chúng ta có thể nhìn thân thể của chúng ta, nhìn cuộc đời chúng ta làm sao xứng đáng, làm sao có được chuyện này? Anh chị em tôi đã chia sẻ, ngày chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm cứu Chúa đời sống, Đức Chúa Trời đổi địa chỉ. Kinh Thánh ghi lại chúng ta, Đức Chúa Trời liền đến và ở trong chúng ta. Đấng dựng nên trời đất vũ trụ này lại bằng lòng ở trong thân thể hay chết của tôi à? Đúng. Khi chúng ta hiểu điều này, quyền năng đã dựng nên trời đất muôn vật, quyền năng đã phán một lời thì sự sáng đã được dựng nên, trời đất đã được dựng nên, quyền chúng ta chỉ có cái gì là khó để mà không thể xảy ra trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nhận biết điều này, chúng ta sẽ thấy mình có thể lấy lại bất cứ điều gì kẻ thù chúng ta là Satan, là ma quỷ đã cướp của chúng ta. Bởi quyền năng này và thẩm quyền mà Chúa ngài ban cho, chúng ta sẽ lấy lại tất cả. Chúng ta sẽ thấy một sự đổi xoay chiều của những điều đang trở nên tệ hại ở trong đời sống của chúng ta, từ sức khỏe cho đến tinh thần cũng như mọi việc chung quanh đời sống của chúng ta, khi chúng ta biết quyền năng này đang ở trong chúng ta và bởi đức tin chúng ta nhường cho quyền năng này hành động làm việc trong đời sống của chúng ta. Thì anh chị em, đời sống của chúng ta sẽ là đời sống tràn đầy phước hạnh. Điều này quan trọng. Cho nên sứ đồ Phaolô ở trong Ephesos chương 1 từ câu 15 cho đến câu số 23 đã bày tỏ cho chúng ta thấy cái tầm mức quan trọng này và đòi hỏi có một sự yểm trợ từ nơi Đức Chúa Trời. Ông đã cầu nguyện và tôi cũng đã cầu nguyện cho anh chị em suốt ở trong những ngày qua, để tất cả chúng ta từ già đến trẻ, đừng ông cũng như đừng bà, chúng ta sẽ nhận được sự mặc khải này và chúng ta sẽ sống với sự mặc khải này. Ephesos chương 1 câu 15 đến 23. Vậy nên khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Chúa là Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương của anh em đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em không ngừng dâng lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Và đây là điều ông cầu xin. Tôi nài xin Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài. Rất là quan trọng. Nguyện xin Chúa ngài ban cho hết thảy chúng con ở tại đây trong thời giờ này linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải. Chúng con cần ngay giờ này Chúa giáo, để tất cả chúng con sẽ nắm bắt được lẽ thật này. Câu số 18, tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em để anh em biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì. Sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang của Ngài cho các thánh đồ là thế nào. Lạy Chúa xin soi sáng con mắt của tấm lòng của chúng con. Vì Chúa đời này, lời của Chúa nói rằng là mù mắt của tấm lòng của những kẻ chẳng tin. Và Satan đã làm công việc rất tốt và trong việc làm cho loài người của chúng ta, luôn cả con cái của Chúa, mù tối đối với phước hạnh của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô tại đây cầu nguyện để soi sáng con mắt của tấm lòng, để chúng ta biết cái niềm hy vọng mà Chúa đã gọi chúng ta đến là gì. Em cho có biết cái sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta là lớn lao không? Chúng ta vốn không phải là người nhà của Đức Chúa Trời. Chúng ta vốn ở chỗ nghe nói ông trời là chúng ta chạy trốn. Chúa gọi chúng ta và Chúa nói rằng hãy đến đây, ta nhận con làm người nhà của ta. Một sự kêu gọi mà Chúa ngài gọi chúng ta đến để phục hồi chúng ta tất cả những gì mà tổ phụ của loài người chúng ta đã phạm tội, đã đánh mất. Chúa ban lại cho chúng ta và phục hồi tất cả cho chúng ta. Điều này đòi hỏi phải có sự soi sáng của con mắt của tấm lòng để chúng ta có thể thấy được. Và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ những điều mà chúng ta cần phải thấy. Và sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang của Ngài cho các thánh đồ là thế nào? Anh chị em có biết về sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang của Chúa dành cho chúng ta không? Cho tôi chia sẻ với anh em mừng.
tên của anh chị em có ở trong phần được Đức Chúa Trời chia cho chúng ta một gia tài rất là lớn. Những người giàu có, họ để lại một cái di chúc. Khi họ qua đời, con cái của họ, đứa nào nhận được phần gì trong cái di chúc đó, phần gia tài mà họ có. Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Jesus Christ, muốn chúng ta nhận biết, chúng ta là những người sẽ hưởng một cái gia tài đồ sộ. Gia tài của Đức Chúa Trời. Gia tài này là chính mình Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời hàng sống, nguồn của sự sống. Chúng ta có thể hưởng được sự sống của Chúa ngay trong đời này và kéo dài cho đến đời đời, không còn chết nữa. Để chúng ta sẽ được Chúa Ngài cho chúng ta được sống đời đời ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Ngài ban cho chúng ta tất cả những sự giàu có phong phú mà Chúa Ngài đã dựng nên. Đó là gia tài của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta một đời sống hết sức là phước hạnh như Chúa Ngài đã định khi Ngài dựng nên loài người của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tất cả những điều này cần đòi hỏi Chúa Ngài ban cho chúng ta linh của sự khôn ngoan, linh của sự tỏ ra để chúng ta được biết Chúa. Đó là điều mà tôi cầu nguyện cho anh chị em. Luôn cả tối hôm qua cho đến 2 giờ khuya khi chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em, tôi có thể hình dung từng người một, các gương mặt ngồi trong các hàng ghế này. Khi Đức Chúa Trời Ngài mở mắt cho chúng ta và chúng ta thấy được điều mà chúng ta học ở trong ngày hôm nay. Rồi anh chị em ra về với sự nhận biết này. Anh chị em đem phân phối quyền năng phục sinh của Chúa. Thì cộng đồng của chúng ta sẽ được thay đổi trong nháy mắt. Gia đình, gia tộc của chúng ta sẽ được thay đổi trong nháy mắt. Những điều đang tấn công, đang cai trị ở trên gia đình, trên gia tộc của chúng ta có thể được thay đổi. Những chứng bệnh di truyền có thể được thay đổi bởi vì quyền năng sức sống phục sinh của Chúa khi chúng ta nhận biết. Anh chị em đã ở trong chúng ta rồi, nhưng vì chúng ta không biết. Đã ở trong các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, nhưng mà vì họ chưa biết. Cho nên sứ đồ Phao-lô, ông ngày đêm cầu nguyện cho họ để có một sự giúp đỡ thiên thượng. Đức Chúa Trời ngài ban cho thần trí của sự khôn ngoan và sự mặc khải để người ta có thể thấy được. Vì điều này nó rất lớn đối với sự suy nghĩ nhỏ bé của con người chúng ta, ở trong trí não của chúng ta, làm sao chúng ta có thể hiểu nổi Đức Chúa Trời đấng vĩ đại đó lại có thể bước vào và đang hiện tại đang ở trong thân thể của chúng ta. Trong khi chúng ta cứ mắng, không ra gì, không làm được cái gì, không có tài cán gì hết. Đức Chúa Trời đấng dựng nên trời đất muôn vật đang ở trong thân thể của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Quyền năng đã dựng nên trời đất muôn vật chỉ bởi tiếng phán một lời mà việc nó đã có, đã thành. Và đấng đang bảo tồn cả vũ trụ này bằng chính lời của Ngài nâng đỡ muôn vật. Ngài phán một lời thì các hành tinh đã có mặt. Và mặt trời vẫn ở tại đó, và trái đất của chúng ta chạy theo quỹ đạo xung quanh mặt trời, hệ mặt trời của chúng ta không có chút nào xê dịch. Và chính lời của Ngài nâng đỡ. Quyền năng đó đang ở trong mỗi người chúng ta. Khi chúng ta hiểu được điều này, anh chị em, chúng ta sẽ là những người đứng lên sử dụng và phân phối quyền năng phục sinh của Ngài. Thì chúng ta sẽ thấy rằng môi trường sống của chúng ta và mọi việc sẽ thay đổi. Luôn cả khu xóm của chúng ta nó cũng thay đổi nữa. Trong tuần tôi có dịp đi ra và dọn lá của sân trước. Cặp vợ chồng của gia đình kế bên cạnh, họ ra nói chuyện với tôi, rồi họ nhìn xung quanh, họ nói rằng cái xóm này dường như từ lúc gia đình của ông bà dọn đến đây sống nó thay đổi. Chính họ quan sát điều đó. Mái nhà thay đổi mới hết. Sân trước mọi người đều làm sân đẹp đẽ. Và thấy rằng dường như là mọi việc nó bừng lên trong sự sống. Cho nên rằng tôi ước ao là sẽ có nhiều người láng giềng mới, vì có một số căn nhà sẽ bán được giống như gia đình của ông bà dọn về cái xóm này. Cảm ơn Chúa. Tại sao? Vì chúng ta là những con người được cái diễm phúc mang sự hiện diện của Chúa hàng sống ở trong đời sống của chúng ta, trong thân thể của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Và Ngài đến đâu thì Ngài sẽ làm cho những chỗ đó bừng lên trong sự sống của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng láng giềng anh chị em, khi anh chị em áp dụng những nguyên tắc này mà tôi chia sẻ trong ngày hôm nay, họ cũng sẽ có một cái lời nhận xét tương tự như vậy. Đó là điều mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Các ngươi là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Muối và ánh sáng
nó có cùng một cái chức năng với nhau, đó là nó thay đổi môi trường của nó. Bóng tối đang bao trùm ở trong một căn phòng, chúng ta đem ánh sáng vào trong đó là bóng tối nó bị đùa đi. Một cái cục súp, một cái nồi canh mà nó lạc, nó nhạt nhẽo, chỉ bỏ một chút muối vào trong đó, nó sẽ làm cho cái nồi canh đó trở nên đậm đà. Phải không chị em? Đó là Chúa định cho chúng ta đổi môi trường. Bởi vì chất mặn ở trong chúng ta và ánh sáng mà Đức Chúa Trời đã thắp ngọn đèn của Ngài ở trên cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy thật là tuyệt vời. Và quan trọng nhất anh chị em, sứ đồ Phaolô ông cầu nguyện để họ thấy đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền, mọi danh hiệu, không chỉ ở trong đời này mà cả đời sắp đến nữa. Ngài đã đặt vạn vật ở dưới chân Đấng Christ và lập Đấng Christ làm đầu mọi sự vì hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, là sự đầy dẫy của Đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô ông cầu nguyện cho hội thánh. Xin Cha ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận biết Ngài. Xin Chúa ban cho mỗi một anh chị em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để chúng ta nhận biết Chúa. Xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em. Xin Chúa giờ này bởi quyền năng của Ngài phán rằng sự sáng phải soi ra ở trong thế gian này. Sự sáng của Chúa sẽ làm cho mắt của anh chị em được sáng ở trong ngày hôm nay. Để anh em biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì. Sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là thế nào. Cảm ơn Chúa. Đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là tin theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ nhận được ở trong ơn của Chúa. Để chúng ta nhận biết và chúng ta để cho quyền năng này tự do hành động xuyên qua đời sống của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Anh chị em có biết quyền năng vô cùng to lớn, không giới hạn, vượt trội quyền năng phục sinh của Đức Chúa Trời ở bên trong và dành cho chúng ta là những người tin không? Tôi tin rằng bởi sự giúp đỡ của Chúa, sau bài giảng luận này, anh chị em sẽ được Chúa Ngài ban phước một cách đặc biệt. Để anh chị em sẽ ra về, sẽ được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao trong ơn của Chúa. Vì phục sinh hơn là một sự kiện. Không phải là một cái sự kiện mà một năm một lần chúng ta hợp lại với nhau để chúng ta ngợi khen Chúa. Cũng không xảy ra một lần trong lịch sử gần 2.000 năm về trước. Nhưng mà phục sinh là khởi nguồn của quyền năng mà mỗi một chúng ta có thể kinh nghiệm mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Chúa không chết để rồi chúng ta thấy thương Chúa. Ôi, thương Chúa quá, Chúa bị đánh đòn một trận quá trình. Thương Chúa quá vì Chúa Ngài đã hy sinh như vậy cho con. Anh chị em, Chúa không cần chúng ta tội nghiệp Ngài. Ngài là đấng vốn giàu nhưng trở nên nghèo vì chúng ta để chúng ta được giàu có trong Chúa. Amen. Ngài đã bỏ thiên đàng cao sang, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, để chúng ta bây giờ được làm người nhà của Ngài. Ngài đã trả những cái giá hết sức là đau đớn khi chịu những lằn đòn đổ xuống trên lưng của Ngài như lời của Chúa đã tiên báo trước ở trong Ê-sai 53. Để nhân những lằn đòn đó mà chúng ta đã được lành ở trong Chúa. Chúa đã trải qua những điều đó để phục hồi sức khỏe cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta phúc lợi và phước hạnh của tất cả những gì mà Chúa Ngài đã trả. Thì thật là vô lý để sau khi chúng ta tin Chúa rồi chúng ta vẫn nghèo. Nghèo thuộc linh, nghèo thuộc thể, nghèo đủ thứ nghèo. Rồi chúng ta sẽ được Chúa Ngài ban phước cho chúng ta một sự sống phong phú, dư dật như Chúa Ngài đã định. Amen. Cảm ơn Chúa. Cùng quyền năng phục sinh đã khiến Chúa sống lại từ cõi chết cũng dành cho chúng ta. Và nếu chúng ta chịu tháp vào quyền năng phục sinh, chúng ta cũng sẽ thấy sự biến đổi lạ lùng trong đời sống của chúng ta. Điều đó dắt chúng tôi đến điểm thứ hai mà tôi mời anh chị em, đó là chúng ta cần nối kết với quyền năng phục sinh của Chúa. Chúa ở trong chúng ta, cần chúng ta nhận biết điều này. Ngài đang chờ đợi để chúng ta nhận biết và chúng ta sống với quyền năng phục sinh đó, rồi đem phân phối quyền năng phục sinh này đến tất cả những nơi đang cần, những cuộc đời,
những thân thể, những hôn nhân, những con người đang ở trong sự thiếu hụt, đang bị cầm buộc, có thể kinh nghiệm được sự giải cứu, được sự phục hồi, được phước của Chúa. Vì chúng ta mang sức sống và quyền năng phục sinh này, chúng ta đem phần phối ra. Cảm ơn Chúa. Trở lại với Philip chương 3 câu 10, để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Khi chúng ta chết với bản ngã, khi chúng ta dâng đời sống của chúng ta trong tay Chúa một cách trọn vẹn, chúng ta không còn cầm tay lái nữa, mà giao cái vị trí điều khiển đời sống của chúng ta cho quyền năng phục sinh của Chúa đang ở trong chúng ta, Thánh Linh của Chúa, thì đời sống của chúng ta sẽ rất là hữu dụng. Và nhiều người sẽ được phước xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Đây là lời cầu nguyện của Thánh Phaolô, có hai phần. Và tôi khuyến khích anh chị em một lần nữa, 50 ngày sắp đến, cầu nguyện điều này mỗi ngày, để con được biết Ngài. Cho nên con biết Chúa sơ sơ, con biết Chúa nhờ vào trong kiến thức của mục sư giảng dạy. Nhưng mà bây giờ, trong những ngày này, con xin Chúa cho con được biết Chúa một cách cá nhân, để con không có chờ cho đến khi đến nhà thờ mục sư Khánh ông đãi cho con một bữa ăn thuộc linh rồi con đi về suốt tuần đói. Nhưng mà con biết Chúa và kinh nghiệm Ngài trong cuộc sống mỗi ngày của con, được biết quyền năng phục sinh của Ngài, là Chúa cho con được biết quyền năng phục sinh của Chúa hoạt động như thế nào, lớn rộng ra sao. Xin Chúa Ngài ban ơn. Phúc âm Giăng chương 1 câu 25, Đức Chúa Giêsu đã nói với Ma-thê và một lời xác nhận của Ngài: Ta là sự sống lại và sự sống. Trong tiếng Anh, I'm the resurrection and the life. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Chúa Ngài muốn nói đến Lazarus là anh của Ma-thê, đã chết và người ta đã chôn trong mồ 4 ngày rồi. Chúa Ngài nói rằng người nào tin thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng vậy. Đến ngày Chúa trở lại, những người chết ở trong Chúa sẽ thức dậy. Chúng ta nếu còn sống, thân thể của chúng ta cũng được biến hóa và chúng ta cùng được tiếp rước và chúng ta sẽ được ở với Chúa luôn. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là sự sống lại và sự sống. Chính Ngài là sự sống lại và sự sống. Và Giăng chương 1 câu 1 đến câu 5 cho chúng ta thấy sự sống này đã thể hiện ở trong sự sáng tạo như thế này. Ban đầu có ngôi lời, Logos là Chúa Giêsu đó. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở với Đức Chúa Trời, muôn vật đều do Ngài tạo dựng. Không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Cảm ơn Chúa, sự sống đó anh chị em. Sự sống là ánh sáng cho loài người. Ánh sáng soi trong bóng tối nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng. Điều này cho chúng ta thấy bóng tối không thể hiểu Ngài. Cũng như đời sống của chúng ta sẽ là một bài toán mà thế nhân sẽ tìm cách giải nhưng mà giải không nổi. Họ sẽ đặt câu hỏi, cái người như vậy làm sao có thể có một cuộc sống như vậy? Về học vấn có thể không có gì đặc biệt. Về những khả năng thì cũng thấy dường như không có gì đặc biệt. Nhưng mà tại sao được như vậy? Không hiểu nổi. Cho đến trường hợp kinh nghiệm như chúng ta là bởi quyền năng của Ngài hành động ở trong con người của con cái của Chúa đó. Cảm ơn Chúa. Tôi tin điều này. Đời sống của anh chị em, thế nhân họ sẽ tìm cách để họ giải cái bài toán này. Bài toán 1 cộng 1 là 2. Nhưng mà chúng ta 1 cộng 1 là vô cùng. Vì 1 của chúng ta cộng với 1 Đức Chúa Trời thì không thể nào giải nổi. Quyền năng vô hạn của Ngài khi bước vào đời sống của chúng ta, khi Đức Chúa Trời cho một cái dấu cộng ở trong cuộc đời của chúng ta, anh chị em sẽ thấy rằng thế nhân không hiểu nổi. Không hiểu nổi. Cảm ơn Chúa. Cái quyền năng của Chúa Ngài cộng vào trong khả năng của vua David lúc ông còn là một thanh niên trẻ. Và khi đối diện với tên khổng lồ cao lớn đến độ, khi tên khổng lồ này đứng ở trong trũng ra và tách đấu thì cả quân đội của dân Israel lúc bây giờ bỏ chạy. Vừa chạy vừa sợ. Nhưng mà người trẻ này bước vào ở trong cái khung cảnh đó, nói với vua Saul rằng tôi sẽ đi ra và tôi sẽ đối diện với tên khổng lồ này. Vua Saul nhìn lên nhìn xuống,
Ngươi thì là một đứa trẻ, trong khi hắn là tên khổng lồ, cũng là dũng sĩ từ thuở còn thơ. Nghe nói ngươi đi ra để đối diện với tên khổng lồ nè. Sau lơ, ông không có thần trí của sự khôn ngoan và sự tỏ ra, cho nên ông không biết được David có cái điều mà ông có. David trả lời: tôi tới của vua lúc trăng chiên cho cha của mình. Khi thấy sư tử, khi thấy gấu đến để nó bắt chim, thì tôi tới của vua đã xé hàm sư tử, bẻ cẳng gấu để giải cứu chim của mình. Đức Chúa Trời ở cùng tôi, 1+1 thì cái tên khổng lồ người Philistine này là ai? Hôm nay David nói với tên khổng lồ: ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi và băng thay ngươi cho chim trời. Đời sống của chúng ta đáng lý phải là một cái bài toán mà nhân loại, thế nhân xung quanh chúng ta họ tìm cách họ giải mà họ giải không nổi, không hiểu được. Làm sao? Chúng ta là người có câu trả lời, chúng ta sẽ chỉ cho họ biết. Cảm ơn Chúa. Cô-lô-se chương 1 câu 16: vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Điều này cho chúng ta thấy ngôi vua, các quyền thống trị, các lãnh tụ, các giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài vì Ngài, không có ngoại lệ. Cái người đó được lên làm tổng thống cũng do Đức Chúa Trời Ngài cho phép. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài cất một người lên và để cho người đó ngồi ở trên ghế cai trị là do Đức Chúa Trời Ngài ban. Vì tất cả mọi thẩm quyền ở trên đất này nằm ở trong tay của Chúa. Quyền năng này đi vào các bộ xương khô thì xương khô đã sống lại và sống. Vì đó chính là hơi thở của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn nhớ trong khải tượng của Ezechiel 37. Một ngày kia Chúa nhắc tiên tri của Chúa đứng ở tại một cái thung lũng, một cái trũng. Mà trong đó là xương sọ, khúc xương tay, xương chân, xương hông, cái gì đó nó nằm rải rác. Mà các bộ xương này khi Ezechiel nhìn thì ông nói rằng nó rất là khô. Xương khô rồi mà ông còn thêm cái chữ rất là nữa, như tiếng Việt của chúng ta, rất là khô, có nghĩa là không có một chút hy vọng nào. Thì Chúa hỏi tiên tri của Chúa Ezechiel: các bộ xương khô này có thể sống không? Ông trả lời: chuyện này chỉ có Chúa biết. Ông khôn thiệt, chỉ có Chúa biết. Bởi vì Chúa Ngài dựng nên trời đất muôn vật và loài người chúng con, Chúa Ngài đã dựng nên thì Chúa biết nó có thể sống hay là không. Và Chúa Ngài dạy cho tiên tri của Chúa bắt đầu công bố cái sự sống phục sinh này vào trong các bộ xương khô này. Cho nên hãy nói với các bộ xương khô sống. Cho tấn lại chúng ta, xương sọ nó cùng một DNA mà nó đi kiếm cái xương cổ, nó đi kiếm những khúc xương khác, rồi nó bò lại, ráp lại thành một cái bộ xương, thịt lắp vào, gân lắp vào, thịt lắp vào, da bọc lại, nhưng mà chưa có sự sống. Rồi Chúa nghe truyền lệnh cho ECGN hãy công bố sức sống phục sinh của Chúa vào ở trong các thân thể này. Hãy nói tiên tri với gió của bốn góc trời và nói với hơi thở Đức Chúa Trời: hãy thở trên những người chết này. Kinh Thánh ghi lại chúng ta, khi tiên tri ECGN công bố điều này, Đức Chúa Trời phú hơi thở của Ngài. Là hơi thở mà ban đầu Đức Chúa Trời đã thở vào trong lỗ mũi của Adam, là tổ phụ của loài người chúng ta. Từ một cục đất được Chúa nhà nắng lên, chưa có hoạt động, có hết tất cả những bộ phận nhưng chưa hoạt động, Chúa thổi hơi thở của Ngài vào, là quyền năng phục sinh của Ngài. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng các cái bộ xương này bây giờ đã thành hình thể đó, đứng lên trên chân của mình và bắt đầu sống động. Chẳng những như vậy mà hợp lại thành một đạo quân lớn. Quyền năng phục sinh này đi vào các bộ xương khô thì xương khô sống lại và sống. Cho nên Kinh Thánh có quyền năng được gọi là quyền năng phục sinh của Ngài. Đây là một bệnh viện mà nhiều người vì thiếu sự hiểu biết và cũng đã tốn một thời gian rất dài để sứ đồ Phaolô nhận biết và đặt mục tiêu để biết và kinh nghiệm cho bằng được. Cảm ơn Chúa. Quyền năng phục sinh này là gì? Quyền năng này mang lại sự sống. Quyền năng này nói tiếng nói của sáng tạo. Quyền năng này có thể mang lại sự sống cho mọi sự, bao gồm của tất cả các hệ thống trong thân thể của con người, hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ nội tiết, luôn cả hệ sinh dục.
hai chủ nhật về trước, chúng tôi đi đến để thăm một cái gia đình. Ở trong nước mắt cảm ơn Chúa, thì bác sĩ và cả một cái gia đình, có nhiều bác sĩ trong gia đình đó, biết một cái điều chắc chắn là người chồng này, y khoa đã xác nhận là vô sinh, không thể sanh con được. Nhưng mà quyền năng phục sinh của Chúa đã làm việc. Bây giờ họ có một đứa con để ẵm. Và chúng tôi đã thấy điều này lặp đi lặp lại hàng trăm lần rồi anh chị em. Quyền năng phục sinh của Chúa có thể làm cho hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp của chúng ta, hệ bài tiết, hệ thần kinh, hệ nội tiết của chúng ta, tất cả đều được sống. Mấy tuần trước chúng tôi có cơ hội để cầu nguyện cho một chị. 50 năm về trước, chị bị bắn 12 viên đạn ở bên phía bên tay trái của chị. Bây giờ còn thẹo ở bắp chân, còn có một cái lỗ. Chị không đi được một cách bình thường. Và luôn luôn đau nhức ở trong thân thể. Và khi quyền năng phục sinh được công bố ở trên thân thể của chị, thì lập tức chị kinh nghiệm được sự chữa lành. Chị nói rằng, một sư anh, 50 năm rồi tôi không làm cái này được. Chị làm một cách là chị để tất cả sức nặng của thân thể của chị trên chân trái, là chạy mà chị không làm được. Rồi có cái chân phải lên và nói với tất cả mọi người, thấy không, thấy không? Cảm ơn Chúa. Không một hệ thống nào trong thân thể của anh chị em yếu đau, thiếu hụt, thiếu sức khỏe mà quyền năng phục sinh này không thể phục hồi được. Cảm ơn Chúa. Cục đã được chữa lành ở trong những ngày. Tai mũi họng đã được chữa lành. Câm điếc bẩm sinh đã được chữa lành vì quyền năng phục sinh này có thể làm công việc đó. Thân thể, tâm hồn, luôn cả việc kinh doanh mà những phước hạnh đã mất, quyền năng này cũng có thể phục hồi. Quyền năng này mang lại lửa ở trong xương tủy của chúng ta, là quyền năng tiêu diệt những sự đưng chết, tan quỷ ở trong thân thể của chúng ta. Quyền năng này khiến cho chết đổi sang sống. Quyền năng này nói tiếng nói của sự sống vào những gì đã chết. Cảm ơn Chúa. Luôn cả cây anh chị em. Khi chúng tôi sang Hawaii, chị em của chúng ta mình nói chị Cúc, chắc là ông mùa xưa ơi, cây mận tôi trồng năm ngoái nó ra trái rất là nhiều, mà năm nay không biết vì lý do nào đó nó ra bông, nó rụng xuống và bắt đầu thấy nó héo. Mùa xưa ra cầu nguyện cho nó giùm cho tôi. Tôi ra tôi cầm cái nhánh cây của cây mận, tôi nói rằng sự sống phục sinh của Chúa khiến cho cái cây này sống. Mùa vừa rồi chị chụp hình và chị gửi qua chúng tôi hình của những cái thùng mận. Nó nhiều đến độ chị nói rằng không hết, một sư tôi phải đem bán, mà bán được gần 3.000 đồng tiền mận. Cây Chúa cũng chữa được anh chưa? Vì sức sống phục sinh của Chúa, Chúa là sự sống. Cái gì mà Ngài chạm đến nó sống. Cảm ơn Chúa. Là quyền năng bày tỏ Đức Chúa, bài tử thần. Là quyền năng đã làm nên sự khác biệt giữa Cơ Đốc giáo và tất cả các tôn giáo khác. Vì các giáo chủ của tất cả các tôn giáo khác đều là những giáo chủ chết và xương cốt của họ còn ở trong phần mộ. Chỉ có Đức Chúa Jesus Christ, quyền năng phục sinh này đã bày tỏ ra, mà 2.000 năm qua, luôn cả những người gọi là kẻ thù của Cơ Đốc giáo tìm đủ mọi cách để tìm cho được bộ xương của Đức Chúa Jesus để đánh sập Cơ Đốc giáo. Cho đến ngày hôm nay, gần 2.000 năm, chưa có con người nào tìm được. Tại sao? Vì xương của Chúa Jesus không còn ở trên đất này. Ngài đã sống lại cả thân xác, và Ngài là cứu Chúa hằng sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ khi đến Sư Thánh, đi vào trong một cái ngôi mộ, một người tướng của người Anh đã tìm thấy. Ông thỏa lòng với cái chỗ mà Công giáo La Mã đã xây một cái nhà thờ lên và nói rằng đó là chỗ mộ của Chúa. Vì ông đọc ở trong Kinh Thánh, ông thấy rằng có một cái vị trí gọi là đồi sọt, và gần đó có một cái khu vườn. Từ ngày kia ông đang đứng ở trên cái chỗ mà ông ở, ông nhìn qua đối diện thì ông thấy có một cái đồi nhìn giống như cái sọ người, có hai khóe mắt, có cái chỗ giống như là xương mà sụn đã mất đi rồi đó, xương mũi, và có cái miệng. Ô, oh, đó là đồi Golgotha. Ông kêu mọi người đến, ông nói rằng trong cái góc cạnh này lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái chỗ này. Người ta chụp hình đủ mọi thứ hết. Ông cũng như những người trong lúc bây giờ dựa theo những chi tiết của Kinh Thánh nói. Và gần đó họ đã tìm ra được một cái ngôi mộ. Cảm ơn Chúa. Mà nhiều năm về trước,
người ta đã đục một cái hình thập tự giá ở trên đá đó. Tôi nhớ khi bước vào ở trong cái ngôi mộ đó, nó ba cái tảng đá giống như là cái giường mà người ta đã đẽo ở trong cái khu mộ đó. Và trên gấp có một cái chữ con của Đức Chúa Trời và cái thập tự giá trong đó. Đứng ở trong cái khung cảnh đó, chúng tôi cùng với các mục sư ở trong phái đoàn, tự nhiên chúng tôi quỳ xuống, cảm nhận được cái viễn phúc của mình là những người thờ phượng một Chúa sống. Đồng ý các tôn giáo khác, người ta đi viếng mộ của sáng lập viên của cái tôn giáo của mình thì họ có cảm giác như thế nào? Chắc họ cũng thấy quý. Nhưng mà tôi thì thấy quý vô cùng, vì không tìm thấy xương của Đức Chúa Giêsu trong ngôi mộ đó mà là một ngôi mộ trống. Ngài phải là của Chúa sống, Ngài mới có thể đáp lời cầu nguyện. Ngài phải là một của Chúa sống để khi chúng ta nhân danh Chúa chúng ta hành động, thì Ngài yểm trợ cho chúng ta và Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Quyền năng phục sinh là quyền năng bảo tồn sự sống, là quyền năng mở trói những kẻ bị trói buộc. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy bao nhiêu người được giải cứu khỏi sự tấn công áp bức của ma quỷ. Họ không biết mình là ai. Mấy tháng trước chúng tôi có cơ hội để gặp lại qua Internet, qua Zoom meeting, một thiếu nữ. Mà trước đây khi quỷ ám cô này, một thiếu nữ mà mỗi ngày cởi quần áo trần truồng tràn ngoài đường. Gia đình xấu hổ và thương con gái của mình đến độ họ làm cái chuồng để nhốt con mình ở trong đó. Cảm ơn Chúa, khi chúng tôi về Việt Nam, họ đã đưa thiếu nữ này đến nơi và trong danh quyền năng của Đức Chúa Giêsu chúng tôi truyền lệnh quỷ phải ra khỏi. Cô này được sự tự do. Mất liên lạc trong nhiều năm qua, bây giờ được biết cô đã lập gia đình và hai vợ chồng đang hầu vị Chúa một cách rất là tốt đẹp. Là biểu hiện của Đức Chúa Trời sẽ làm điều Ngài hứa, Ngài sẽ làm. Vì Ngài là đấng giữ lời Ngài hứa. Là quyền năng tiêu diệt sự chết và âm phủ. Cảm ơn Chúa. Quyền năng mạnh mẽ vũ trụ này chính là quyền năng phục sinh của Chúa. Đức Chúa Giêsu là quyền năng phục sinh. Quyền năng phục sinh là một thân vị chứ không phải là một lẽ đạo thần học, anh chị em. Đức Chúa Giêsu là quyền năng phục sinh. Đấng đã gọi Lazarus chết đã 4 ngày, người ta chôn ở trong mồ. Khi Chúa Ngài truyền lệnh thì Ma-thê, em của Lazarus, thầy ơi, đã 4 ngày rồi, đã có mùi rồi. Chúa Giêsu không để cho cái sự suy nghĩ tầm thường của con người ngăn cản Ngài. Ngài truyền lệnh Lazarus hãy bước ra. Kinh Thánh ghi lại chúng ta, người chết bước ra. Chúa bảo hãy gỡ giải liệm cho người. Liệm theo cách của người Do Thái là quấn gải chung quanh cái người chết đó. Người ta phải mở giải ra ở thân thể mà 4 ngày chúng ta biết rằng nó đã sình rồi. Nhưng mà họ mở ra thì thấy nó còn nguyên. Bởi vì Chúa Giêsu là quyền năng phục sinh. Đã làm cho tất cả những tế bào đã chết, đã rửa thúi, sống trở lại và ráp trở lại vào trong thân thể của Lazarus. Cùng một quyền năng cũng đã làm như vậy cho thân thể của Đức Chúa Giêsu. Đến ngày thứ 3, Ngài đã sống lại. Nhân trong ơn của Chúa, trong danh của Đức Chúa Giêsu, tôi công bố mọi việc tốt đẹp mà kẻ thù đã giết chết ở trong đời sống của anh chị em sẽ nhận quyền năng phục sinh và sống lại ở trong ngày này. Cảm ơn Chúa. Quyền năng phục sinh ở trong mỗi một chúng ta là bởi Đức Thánh Linh của Chúa. Trở lại Roma chương 8 câu số 11. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự cho thân thể hay chết của anh em. Chúa làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại, Ngài cũng có thể làm cho thân thể khi chúng ta được sống lại cùng một quyền năng đó. Và điều tuyệt vời là quyền năng đó hiện tại đang ở trong anh em. Ở chỗ này đáng lý ra nhiều con cái của Chúa nhảy lên hallelujah, cảm ơn Chúa. Quyền năng đó, quyền năng vĩ đại đó, quyền năng tối thượng đó của Đức Chúa Trời đang ở trong thân thể của mỗi anh chị em. Khi chúng ta biết và chúng ta để cho quyền năng này lưu xuất ra, khi chúng ta có một cái điểm tiếp nối, cho nên Chúa Giêsu bảo hãy đặt tay trên cái đau sẽ được lành. Và khi chúng ta đặt tay lên, quyền năng của Chúa, quyền năng phục sinh của Ngài đang ở trong chúng ta sẽ chạy qua tay của chúng ta và chạm đến thân thể của người bệnh, thì người bệnh phải được lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi công bố bất cứ điều nào kéo dài sự chống đối, cướp giật trên đời sống của chị em đều có thể bị tiêu diệt bởi sức sống quyền năng phục sinh của Chúa. Anh xem còn nhớ người đàn bà bị bệnh mất huyết không?
Luca chương 8 câu 43 đến 48 nói có một phụ nữ rong huyết đã vừa đã tốn hết tiền của cho nhiều thầy thuốc nhưng không ai chữa được cho bà. Bà đến đằng sau và chạm vào gấu áo của Ngài, lập tức máu cầm lại. Đức Chúa Giêsu phán: ai đã chạm đến ta? Không một người nào nhận cả. Nên Phi-rơ và đồng bạn nói: thưa thầy, đoàn dân vây quanh và lấn ép thầy đó. Đức Chúa Giêsu phán: có người nào đã chạm đến ta vì ta nhận biết có năng lực từ ta phát ra? Quyền năng phục sinh đến chị em, có năng lực từ ta phát ra. Khi thấy mình không thể giấu được nữa, người phụ nữ run sợ đến phủ phục ở trước Ngài và tỏ thật trước mặt dân chúng lý do nào bà đã chạm đến Ngài và liền được chữa lành ra sao. Đức Chúa Giêsu phán với bà: con gái ta, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi bình an. Cảm ơn Chúa. 12 năm, bao nhiêu tiền của có đem đến và nhờ các thầy thuốc, mà lời của Chúa xác nhận không một người nào làm gì cho bà được hết. Nói theo dân gian của chúng ta, tiền mất mà tật mang đó. 12 năm, bà tôi tin rằng có cái gì có thể bán được, có thể cầm được, có thể làm được để tìm sự chữa lành cho mình. Bà đã làm hết rồi. 12 năm, dài lắm phải anh chị em. Nhưng cảm ơn Chúa, không ai có thể giúp được trừ ra quyền năng phục sinh. Sách Mác ghi lại cho chúng ta, bà nghe nói về Chúa Giêsu. Bà tự nhủ trong lòng, nếu ta chỉ rờ được áo của Ngài, ta sẽ được lành. Bà len vào trong đám đông. Lý do mà bà run sợ để tỏ ra cái sự thật tại sao bà rời chạm đến áo của Chúa. Bởi vì luật của Cựu Ước, người đàn bà đang ở trong thời kỳ kinh nguyệt hay là bị ra máu, chạm đến ai người đó ô uế. Cái giường người đó ngồi lên cũng ô uế từ sáng cho đến chiều. Ai chạm đến một người đàn bà đang ở trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ bị ô uế, cần phải được tắm rửa. Bà bị ra máu 12 năm. Bây giờ bà len vào, bà rờ đến Rabbi là thầy đang dạy đạo. Thì cái tội này lớn lắm. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bà rờ đến Chúa Giêsu thì bà không đem cái sự ô uế của mình chạm đến Chúa Giêsu về quyền năng phục sinh của Chúa, chạy ngược lại chạm đến bà được lành nghe tức khắc. Cảm ơn Chúa. Nên Chúa Giêsu nói: con gái của ta, đừng lo, đừng sợ. Con không làm ta ô uế đâu, vì quyền năng đã lưu xuất ra tay và đã chạm đến con, cho nên hãy đi bình an. Đức tin con đã chữa lành cho con. Điều này hé mở cho chúng ta, quyền năng phục sinh của Chúa sẽ hành động khi chúng ta mở bằng đức tin. Chúng ta bật nút bằng đức tin, chúng ta sẽ thấy được thể hiện trong ơn của Chúa. Phaolô quyết định mục đích của đời sống của ông là được biết Chúa và quyền năng phục sinh của Ngài. Vì quyền năng phục sinh mang lại sự đắc thắng tội lỗi, không chỉ để tha tội cho chúng ta nhưng mà thắng luôn cái căn nguồn gọi là tội. Tội lỗi là công việc của tội. Chúa Ngài giải quyết tận gốc rễ. Ngài tha thứ và Ngài biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài. Đó là phước hạnh mà quyền năng phục sinh có thể làm cho chúng ta. Quyền năng phục sinh cho chúng ta quyền năng để sống như Đức Chúa Giêsu đã từng sống. Bởi quyền năng của Chúa, chúng ta có thể sống một đời sống không phạm tội và được tiếp nhận bởi Đức Chúa Trời. Vì cùng một quyền năng có thể yểm trợ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Quyền năng phục sinh cho chúng ta thấy sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu được nhận và giao ước mới bây giờ đã được hiệu lực. Bởi vì Chúa đã sống lại từ cõi chết. Chúng ta chia sẻ với anh chị em ngày xưa khi thầy tế lễ thương phẩm mang cái chậu huyết của con sinh tế đi vào trong nơi chí thánh để dâng lên cho Đức Chúa Trời cái của lễ để khỏa lấp tội lỗi của dân sự của Chúa cho năm đó. Thì dân chúng đứng ngoài này hồi hộp. Nếu thầy tế lễ thương phẩm ngã chết ở trong nơi chí thánh, có nghĩa là tội của họ năm đó chưa được giải quyết. Và dân chúng chờ đợi, lo lắng. Đến khi thầy tế lễ bước ra khỏi đền thờ, trình diện cho dân chúng, ông đang sống, thì họ reo vui. Bởi vì thầy tế lễ thương phẩm đã đem máu huyết của con sinh tế vào để xin Chúa Ngài tha thứ tội cho dân sự của Ngài. Ông sống bước ra. Cảm ơn Chúa. Thầy tế lễ tượng phẩm của tất cả chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Ngày thứ sáu tốt lành mà chúng ta đã thấy. Chúa Ngài đã đem chính máu huyết của Ngài. Đúng 3 giờ trưa khi con chiên ở trong Cựu Ước phải chịu giết. Đúng 3 giờ trưa Đức Chúa Jesus Christ chịu chết. Đổ máu huyết của Ngài ra và Ngài mang huyết của Ngài đi vào trong nơi chí thánh dâng lên cho Đức Chúa Trời. Lần này thì bởi huyết của Ngài, tội lỗi của chúng ta không phải chỉ được che nhưng mà được xóa hẳn. Mà cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu không chết luôn. Đến ngày thứ ba,
Cảm ơn Chúa. Đến ngày thứ ba, thiên sứ trên trời và chúng ta ngày hôm nay có thể tràn đầy sự vui mừng bởi vì Ngài đã bước ra khỏi mộ phần. Để chứng minh cho biết rằng của lễ mà Ngài đã hy sinh để dâng lên tội lỗi của chúng ta đã được Chúa chấp nhận. Cảm ơn Chúa. Quyền năng phục sinh mang lại sự đắc thắng, sự chết, sự sợ chết và kẻ thù của hạnh phúc. Quyền năng của Chúa có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Quyền năng phục sinh là quyền năng để sống đời sống đáng sống vì Chúa đã sống lại. Cảm ơn Chúa. Có nhiều người đầu hàng với cuộc đời này vì không còn có lý tưởng để sống. Nhưng khi họ hiểu những điều mà tôi chia sẻ với ông bà anh chị, bỏ gia đình. Có người đã mua thuốc chuột về để bỏ vào trong cái bữa ăn cuối cùng của gia đình của mình. Có một người bạn đến tặng cho một bài giảng của tôi được ghi âm. Bà nói rằng nghe một sư này giảng đi rồi, sau đó muốn chết thì chết. Nói nghe nó sốc ốc nhưng mà cũng là một cái thách thức. Bởi cái người tuyệt vọng rồi anh chị em phải đánh thức họ như vậy. Anh mở lên anh nghe. Bởi vì tất cả tiền của gia đình của anh sau năm 1975 bị mất hết. Rồi bị người ta giật tiền của anh. Nghe bài giảng xong, thông báo với gia đình. Ra đây chúng ta nấu ăn, nhưng mà không có thuốc chuột ở trong này. Vì ba định là hôm nay cả gia đình của mình sẽ đi chung một thuyền. Nhưng mà ba đang nghe được rằng con đấng yêu thương chúng ta lắm. Và Ngài có thể phục hồi đời sống của chúng ta. Cả gia đình đã trở lại tin Chúa. Và anh khi đến Mỹ này đã đưa vợ con của mình đến đây để cảm ơn tôi. Câu chuyện này, những chuyện như vậy có thể được lặp đi lặp lại nhiều ngàn lần. Vì quyền năng phục sinh của Chúa đã biến đổi những cuộc đời. Cảm ơn Chúa. Biết Chúa Jesus Christ, đời sống của chúng ta sẽ tràn đầy mục đích và lý tưởng để chúng ta sống. Thứ tư, chúng ta tiếp nhận chương trình phục hồi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ để giúp chúng ta kinh nghiệm sức sống phục sinh của Chúa hành động ở trong chúng ta. Nguyên tắc thứ nhất chúng ta cần phải làm đó là phải biết giá trị của mình. Anh chị có biết là Chúa yêu anh chị em lắm không? Chúa dựng nên chúng ta và muốn chúng ta được ở trong dòng của Ngài. Lẽ thật là chúng ta đã được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Bây giờ đã được phục hồi để Đức Chúa Trời có thể lại sống sự sống của Ngài trong chúng ta. Tuyệt vời lắm anh chị em. Đây là do tại sao mà chúng ta có được cái đặc ân là Đức Chúa Trời lại sống ở trong chúng ta. Chúng ta nhớ khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam, cái thánh nói rằng Chúa Ngài lấy bụi đất Ngài nắn lên Adam. Nhưng mà Adam chưa sống động, cho đến khi Chúa hơi thở của Ngài vào, tức là thánh linh của Ngài vào, Adam bắt đầu sống động. Tất cả những bộ phận trong ông hoạt động. Nhưng khi loài người chúng ta phạm tội, thần của Chúa không thể ở trong loài người nữa. Phần tâm linh của chúng ta chết. Chúng ta không có khả năng để có thể và điều kiện để Đức Chúa Trời có thể ở trong chúng ta như Chúa đã định ban đầu. Nhưng mà nhờ ơn cứu rỗi Đức Giê-xu giải quyết tội lỗi chúng ta, Ngài thánh hóa chúng ta như Ê-phê-sô chương 1 mà tôi nhắc với anh chị em sáng hôm nay, để chúng ta trọn vẹn không trách được. Bây giờ bởi những gì Đức Giê-xu Ngài đã làm, giá mà Ngài đã trả, bây giờ thân thể của chúng ta bây giờ có thể làm đền thờ nơi Chúa ngự. Cảm ơn Chúa. Và Chúa quyền năng ngự ở trong chúng ta thì còn gì cho bằng với anh chị em. Hãy nhận biết điều đó. Nhận biết rằng chúng ta có giá trị trong Chúa. Vì Satan điều ác, quỷ dữ đã làm đủ mọi cách để đập ra khỏi đời sống của chúng ta ảnh tượng của Đức Chúa Trời và giống như Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Thế rồi chúng ta nhìn thấy có nhiều người chúng ta không nhìn ra. Họ làm những công việc mà chúng ta gọi là bất nhân. Tội lỗi và những điều xấu xa. Nhưng cảm ơn Chúa bởi ơn cứu rỗi Đức Chúa Jesus Christ và quyền năng phục sinh của Ngài có thể khiến cho chúng ta trở nên một người mới trong Chúa. Được Chúa Ngài tạo dựng lên chúng ta nên mới trong ơn của Ngài, cho nên hãy nhận biết điều đó. Sự sống đã làm cho Đức Chúa sống lại từ cõi chết đang sống ở trong anh chị em. Anh chị em đang sống động ở trong Chúa. Hãy biết điều này. Roma chương 8 câu 11 một lần nữa. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em. Chúng ta để ý đến đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. Nguyên tắc thứ hai, nhận diện với những gì Đức Chúa Jesus đã gánh thay cho chúng ta. Sự thương khó, Ngài đã chịu sự sửa phạt thay thế cho tội lỗi mà chúng ta đã phạm. Ngài không hề phạm tội. Nhưng vì tội lỗi của chúng ta và của nhân loại, Chúa đã hứng chịu sự đau đớn như vậy để chúng ta được phục hồi, lại để chúng có thể liên hệ với Đức Chúa Trời
như mục đích sáng tạo của Ngài, để Chúa lại ở trong chúng ta. Nguyên tắc thứ ba, nhận biết chương trình yêu thương của Đức Chúa Trời luôn là tin vui, đó là Chúa muốn chúng ta sống ở trong sức khỏe, một cách đầy sức khỏe chứ không phải thiếu sức khỏe. Ngài muốn chúng ta sống trong hạnh phúc, Ngài muốn chúng ta sống trong bình an, Ngài muốn chúng ta sống trong sự thịnh vượng, giàu có. Mọi mặt của đời sống của chúng ta, không chỉ tài chính nhưng mà một đời sống phong phú, thịnh vượng trong ơn của Chúa. Một đời sống có thể ban cho, có thể đi và có những lời để khích lệ những người đau khổ. Có những công việc và khả năng điều kiện để chúng ta có thể giúp đỡ những người xung quanh. Đó là sự sống phong phú mà Chúa muốn chúng ta có. Một đời sống ý nghĩa. Đó là điều Đức Chúa Trời Ngài định cho chúng ta từ đầu. Và bởi quyền năng phục sinh của Chúa có thể phục hồi lại trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thứ năm, chúng ta cần nhận diện với Đức Chúa Giêsu trong sự chết, chịu chôn và phục sinh của Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu chết, đời sống tội lỗi của anh chị em chết với Ngài. Galatia chương 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Cảm ơn Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu chịu chôn, đời sống cũ của tội lỗi đã chịu chôn và cất đi. Roma chương 6 câu số 4. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thời ấy. Anh chị em có biết đây chính là chìa khóa để chúng ta làm lại cuộc đời không? Đức Chúa Giêsu chính là chìa khóa để chúng ta có thể làm lại cuộc đời. Không phải lật một trang sử mới rồi những cái cũ kỹ nó lại xuất hiện. Chúa đổi chúng ta từ bên trong. Cảm ơn Chúa. Chúng ta bây giờ có thể sống đời sống mới với Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, bạn được sống lại với Ngài, cho nên hãy cùng sống với Ngài. Cô-lô-se chương 2 câu 12-13. Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép của Đức Chúa Trời. Và Đấng khiến cho Ngài từ cái chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi của mình và sự xác thịt không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội của chúng ta. Khi Đức Chúa Giêsu sống lại trong sự sống mới, chúng ta có thể đồng sống lại với Ngài trong đời sống mới ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta được sống lại với Đấng Christ. Cô-lô-se chương 3 câu 1, vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm cách trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Bây giờ Đấng Christ là sự sống của anh em. Cô-lô-se chương 3 câu số 4, khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Và Kinh Thánh rất quan trọng đối với tôi và xin Chúa nghe cho cũng đối với anh chị em, đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu số 12. Đức Chúa Giêsu long trọng tuyên bố, quả thật ta nói cùng các người, ai tin ta sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm lớn hơn nữa. Bởi quyền năng phục sinh của Ngài, chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa sống ở trong chúng ta. Để rồi những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm, Ngài nói rằng chúng ta có thể làm giống như Ngài. Không phải bởi sức của chúng ta, nhưng mà bởi quyền năng phục sinh của Chúa, là cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta. Khó hiểu khi không có Đức Thánh Linh, nhưng mà rất dễ hiểu khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, quyền năng phục sinh của Chúa đang ở trong chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cho tôi long trọng tuyên bố với anh chị em, điều này là lẽ thật từ nơi lời của Chúa. Tất cả Đức Chúa Giêsu nay đang sống trong anh chị em. Phải có chút xíu Đức Chúa Giêsu, nhưng mà tất cả Chúa Giêsu đang ở trong chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Khi chúng ta kêu gọi, khi chúng ta tuyên bố, lạy Chúa hôm nay con xin long trọng mời và tuyên bố Chúa là cứu Chúa của con và Ngài chủ đời sống của con, xin Chúa bước vào cuộc đời của con. Chúa Giêsu liền bước vào cuộc đời của chúng ta. Ngày đêm bà bị bệnh bất quyết 12 năm, chính quyền năng phục sinh đã chạm đến bà. Cho nên chị em, cho tôi long trọng tuyên bố tất cả những gì Đức Chúa Giêsu Ngài chạm đến đã sống. Và những gì chạm đến Ngài nhận được sự sống từ nơi Ngài. Tất cả những ai những gì đã rờ đến thì tốt hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, thành công hơn. Ngài rờ đến người phun được sạch. Ngài rờ đến mắt của người mù, mắt liền sáng. Ngài rờ đến người bại, người đứng dậy và bước đi. Ngài rờ người mệt mỏi, bị quỷ ám thì họ nhận được sự sống mới. Ngài chạm đến người bị lên cơn sốt thì lập tức nhiệt độ liền hạ xuống. Khi người ta báo với Chúa Giêsu, bà da của Phi-rơ đang lên cơn sốt, đang bị rét,
Chúa Giêsu đến, rờ đến thân thể của bà, lập tức sốt hạ xuống, nhiệt độ liền xuống, bởi vì quyền năng phục sinh đã chạm đến bà. Ngài chạm đến những người sợ hãi thì họ đã tự tin bình tĩnh. Ngài chạm đến người câm và điếc thì họ đã có thể nghe và nói. Trong những năm gần đây chúng tôi thấy điều này rất nhiều. Những người câm điếc bẩm sinh, khi quyền năng phục sinh của Chúa được công bố thành lời ở trên thân thể của họ, khi chúng tôi công bố tai này hãy mở ra, lưỡi hãy thông thả mà nói, thì người câm và điếc bẩm sinh lần đầu tiên đã nói được. Giê-xu, hallelujah, cảm ơn Chúa. Ngài chạm tới những người thương tích thì họ lập tức được lành. Những người Ngài chạm đến được đầy đủ và siêu dập. Một ngày kia đám đông đang nghe Chúa giảng dạy và đến chiều tối không có gì để ăn. Người ta đem đến cho Chúa 5 cái bánh và 2 con cá. Quyền năng phục sinh Chúa Giê-xu chạm đến thì nó quá là nhiều. Từ 5 cái bánh và 2 con cá, 5.000 người đàn ông chưa kể đàn bà con nít ăn một cách no đủ mà còn dư ra 12 vỏ đầy. Bởi vì quyền năng phục sinh của Chúa chạm đến. Cho nên đón nhận sự sống và sự sống phục sinh của Ngài. Bây giờ anh chị em và Chúa có sự nối kết chặt chẽ và đức tin. Hãy giao đời sống của mình cho Chúa, để quyền năng phục sinh của Chúa tự do hành động trong chúng ta. Chúng ta cần phải giao đời sống của mình cho Chúa. Như sự follow để tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, để được thông công trong sự thương khó của Ngài. Có nghĩa là con người xác thịt của chúng ta chết, chúng ta kể nó đã chết ở trong Chúa, thì bây giờ chúng ta có thể sống ở trong quyền năng phục sinh của Chúa. Bởi vì con người xác thịt của chúng ta là linh hồn của chúng ta, nó có lý trí, ý chí và tình cảm. Đây là những điều điều khiển chúng ta cho đến ngày hôm nay, cho đến khi chúng ta gặp Chúa. Chúng ta làm vì ý chí của mình, chúng ta hành động vì lý trí của mình, và chúng ta vui buồn, chúng ta sống theo như cảm xúc của mình. Nhưng mà khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm Chúa đời sống, và chúng ta kể con người bản ngã của chúng ta chết với Chúa đó, thì Chúa có thể sống một cách trọn vẹn trong chúng ta. Bây giờ Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta quyết định làm việc, không phải bởi ý chí, lý trí của chúng ta nữa, không phải bởi cảm xúc chúng ta nữa, nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời, quyền năng phục sinh của Chúa có thể điều khiển làm việc trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên giao tay lái cho Chúa. Anh chị muốn để quyền năng phục sinh này tự do hành động trong chúng ta, giao tay lái cho Chúa. Mỗi ngày hãy cầu nguyện là Chúa cho con được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài. Con nhường đời sống này, thân thể này xin Chúa hoàn toàn kiểm soát. Xin Đức Thánh Linh đầy dẫy trong con. Và suốt ở trong ngày, từ quyết định, lời nói, hành động của chúng ta làm trong sự dẫn dắt của Chúa. Và khi quyền năng phục sinh này tự do hành động trong chúng ta, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong những ngày sắp đến. Hình dung với tôi quyền năng phục sinh này. Rất muốn bước ra tuân độ. Ngài thương những người bệnh tật, Ngài thương những người bị ma quỷ ức hiếp, Ngài thương những người nghèo khổ, Ngài thương những cuộc đời gãy đổ. Ngài rất muốn giúp. Ngài đang tìm một thân thể như của chúng ta. Cho nên Chúa nói, Ngài đặt tay trên người đó, đặt tay trên kẻ đau sẽ được lành. Chúng ta cho Chúa một cái điểm tiếp nối, quyền năng của Chúa sẽ tuôn đổ ra, giống như người đàn bà đã đưa tay rờ đến giặt áo của Chúa, lập tức quyền năng tuôn ra từ Đức Chúa Giê-xu chữa lành cho bà ngay tức khắc. Chúa biết điều đó, người đàn bà này cũng xác nhận, thế nào tôi đã được lành ngay, trong tiếng Anh là immediately, ngay tức khắc bà được lành. Quyền năng này sẵn sàng để hành động, vì quyền năng của sự sáng tạo bằng lời, để Chúa ngài làm việc ở trên chúng ta, nhường cái miệng của chúng ta cho Chúa, để chúng ta nói sự sống vào những cuộc đời, những người mất hướng đi, những người không muốn sống nữa, đã chán sống rồi, hãy nói lời của Chúa, sự sống của Ngài. Đời sống của bạn rất đáng để sống, vì Chúa yêu bạn. Có lời của Chúa đến để tư vấn, để giúp đỡ cho người đó, kéo họ ra khỏi hoàn cảnh đó, và họ sẽ được sự phục hồi. Hãy nói với hôn nhân của chúng ta, hãy nói với gia đình của chúng ta lời của sức sống, quyền năng của Chúa, sức sống phục sinh của Ngài. Chúng ta kinh nghiệm những điều tuyệt vời mà Chúa Ngài dành sẵn ban cho chúng ta. Anh chị em phải làm gì? Đầu phục dân trọn đời sống của chúng ta cho Đức Chúa Jesus Christ. Thứ hai, ăn năn mọi tội mình đã biết. Tội lỗi làm cách điện ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời.
quyền năng của Ngài không thể tự do hành động được. Ăn năn nghe lập tức luôn nhận biết quyền năng phục sinh đang ở trong chúng ta. Nhận biết điều đó, thường xuyên trò chuyện với Ngài, để Chúa Ngài linh tiếng cho chúng ta biết rằng Ngài đang ở trong chúng ta, để chúng ta có thể bóp nghẹt tiếng phán của Ngài, sự hướng dẫn của Ngài khi chúng ta cướp tay lái và chúng ta đòi quyền để tự lèo lái cuộc đời của mình trở lại. Chết với con người xác thịt, đón nhận sự dầm thấm bắp em trong Đức Thánh Linh, bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và cầu nguyện lời cầu nguyện của quyền năng phục sinh của Chúa. Lạy Chúa, trong 50 ngày sắp đến, tôi khuyến khích tất cả chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, cho con được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài. Được hơn cho em. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi xin công bố những điều này bởi lời cầu nguyện cho hoàn cảnh của anh chị em, cho cá nhân của tôi trước khi chúng ta cầu nguyện. Hỡi quyền năng phục sinh, nhờ danh Chúa Giê-xu, xin hãy gia tăng sự sống của con. Bởi những gì Ngài chạm đến, nó sống và nó gia tăng. Bởi quyền năng phục sinh hết Chúa Trời, nhân danh Đức Giê-xu, hãy trỗi dậy và khiến con tấn tới trong đời sống của con. Nhân danh Chúa Giê-xu, hỡi tiếng nói phục sinh, hãy nói sự sống vào đời sống của con. Nhân danh Đức Giê-xu, hỡi tiếng nói phục sinh, hãy nói với đời sống mơ ước của con để con lại mơ ước. Nhân danh Đức Giê-xu, mọi khúc xương khô đời của tôi đang hiện diện trong trũng hài cốt khô, hãy lắp ráp lại và sống ở trong ơn của Chúa. Hỡi căn bình di truyền gắn bó với dòng họ tôi, hãy nghe lời của Chúa và bị nuốt bởi quyền năng phục sinh của Ngài. Xem bây giờ có thể ráp vào ở trong ở cầu nguyện đó. Nếu tiểu đường, nếu là tim mạch, hay là bất cứ một cái bệnh nào gọi là di truyền ở trong dòng máu của anh chị em, Đức Chúa Trời có thể can thiệp vào, quyền năng phục sinh của Ngài có thể thay đổi. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy nói với quyền năng phục sinh, xin lên tiếng nói: Chúa, cho những thiếu hụt trong đời sống của con. Con làm rất là nhiều tiền nhưng mà không đủ sống. Bẻ gãy sự rủa xả và mang sự sống của Ngài vào đời sống của con. Một điều tốt lành trong đời sống của tôi mà quyền lực gian ác đã giết chết, đã cướp đi, hãy trở nên sống động trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, quyền năng phục sinh khi rời chạm đến có thể làm cho sống. Nếu cái gì đang chết trong anh chị em, hôn nhân, sức khỏe, luôn cả cơ sở làm ăn của anh chị em, công việc, doanh nghiệp của anh chị em, chúng ta có thể đến với Chúa và chúng ta mời Chúa phục sinh chạm đến. Khi ta bốn người bạn khiêng người bài đến với Đức Chúa Giê-xu, nhà chật cả người, họ không làm gì được, nhưng mà họ biết rằng bạn của họ cần Chúa Giê-xu. Thì bốn người bạn này đã khiêng người bạn của mình lên lộ thượng. Họ mở xé mái nhà của người ta ra, lấy dây thòng cái người bạn của mình xuống. Đức Chúa Giê-xu nhìn thấy đức tin của họ, Chúa nhìn lên không phải người bại này, mà Chúa nhìn lên bốn cái người bạn đó, vì họ đã làm hành động của đức tin, bởi đức tin của cái người mà người bại này được lành. Cái bài đứng dậy phát triển của mình đi. Đức tin khiến cho quyền năng phục sinh của Chúa hành động. Thân thể, gia đình, cơ sở làm ăn của chúng ta, Chúa quan tâm hết tất cả. Chúng ta đã thấy bao nhiêu cuộc đời đã được Chúa Ngài ban phước khi chúng tôi công bố quyền năng phục sinh của Chúa luôn cả trong công việc làm của họ. Ngày hôm nay họ có nhiều điều kiện để có thể giúp đỡ cho nhiều người, vì quyền năng của Chúa đã tác động và sự sống phục sinh của Chúa đã chạm đến như năm cái bánh và hai con cá. Khi Chúa Giê-xu chạm đến, tạ ơn Chúa Cha bẻ ra, phân phối, thì 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà con nít, có thể ăn một cách dịu dàng. Tại sao? Vì sự sống của Chúa phục sinh đã chạm đến. Cảm ơn Chúa. Ngài khen Ngài. Cảm ơn chị em, chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Nếu ai có những nhu cầu trong đời sống của mình, những cái gì mà chúng ta thấy như nó đang chết, chúng ta có thể đến và xin Chúa Ngài rời chạm đến. Chúng tôi có thể đứng và tiếp cận với anh chị em và cầu nguyện với anh chị em. Hội Thánh trong những ngày sắp đến, hãy cầu nguyện để chúng ta có thể nhận biết và đón nhận cho chính mình: Lạy Chúa, cho con được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài.
đứng dậy khỏi giờ cầu nguyện đó, lấy đức tin và sử dụng quyền năng đó. Khi chúng ta nhìn thấy một lĩnh vực nào của đời sống của chúng ta mà kẻ trộm đã chui vào để trộm cắp của chúng ta, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ cột trói nó lại và truyền lệnh sức sống phục sinh của Chúa sẽ chạm vào hoàn cảnh đó của chúng ta và đem lại sự sống và trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện trong thời gian này. Nếu chị em có mặt ở đây nhưng chưa bao giờ tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm cứu Chúa của đời sống, đây là cơ hội rất quý báu để chúng ta có thể nhận được sự sống mà lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta, Chúa đã định cho chúng ta. Bởi sự chết, chôn và sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta có thể trở nên một người mới. Tất cả mọi mặt của đời sống của chúng ta có thể được thay đổi. Hôm nay là ngày quý báu mà chúng ta có thể đón nhận phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Nên chị em muốn thực hiện, muốn tiếp nhận, chúng tôi sẽ giúp cho anh chị em bằng cách rời hàng ghế của mình, tiến lên phía trước. Tới đây chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa cho cá nhân của mình. Tất cả những điều mà tôi chia sẻ ngày hôm nay, Chúa đã dành sẵn cho quý bạn trẻ. Ngài đã làm xong thay thế cho chúng ta tất cả rồi. Chúng ta không cần phải tự tu, tự sửa, tự tích lũy. Nhưng Chúa Giê-xu đã làm xong và Ngài muốn ban cho chúng ta. Hãy đón nhận trong ơn của Chúa để chúng ta nhận được phước hạnh trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài. Xin hãy xin chúng ta cầu nguyện ở trong thời gian này. Bắt đầu hãy cảm ơn Chúa và cầu xin lời cầu nguyện cho sức sống phục sinh của Chúa, cho con được biết Ngài. Hãy nói với Chúa một cách thành tâm, con thật sự muốn biết Chúa rõ hơn mỗi ngày và biết quyền năng phục sinh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cho kính yêu chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài đã tạo tất cả những điều kiện, những đòi hỏi của luật pháp để chúng con có thể được tha thứ, được phục hồi, được làm người nhà của Chúa, được phục hồi đúng với chương trình nguyên thủy mà Chúa đã dựng nên loài người chúng con. Chúa dựng nên chúng con để Chúa sống ở trong chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã trả những giá rất đắt để chúng con được ngày hôm nay. Chúng con biết ơn Ngài. Giờ này chúng con xin Chúa Ngài ban phước bởi thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra, khiến cho tất cả chúng con nắm bắt được chân lý này. Chúa muốn sống trong chúng con và làm việc trên đời sống của chúng con, với chúng con, xuyên qua chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúng con ra về trong sự nhận biết sức sống phục sinh của Chúa đang ở trong chúng con. Cho ban phước để những người chúng con tiếp xúc, khu sống chúng con sống, gia đình, gia tộc của chúng con, tất cả đều sẽ kinh nghiệm sức sống phục sinh của Chúa lan tỏa từ chúng con đến cho những người lân cận của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chúc tụng Chúa. Quyền năng phục sinh của Chúa xin tự do hoạt động trong chúng con kể từ giờ phút này. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, tôi công bố anh chị em hãy sống động trong quyền năng phục sinh của Chúa, một sự sống tràn đầy phước hạnh như Chúa Ngài đã định. Phong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước trên anh chị em. Chúng tôi cùng với các anh chị em lãnh đạo sẽ ở lại để cầu nguyện cho những ai có nhu cầu được cầu nguyện. Hội thánh, Chúa ban phước trên anh chị em một tuần lễ mới tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa, sống và chia sẻ quyền năng phục sinh của Ngài cho tất cả những ai mà chúng ta được gặp gỡ và tiếp xúc. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp của Hội Thánh. Amen. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.